Trần Trung Nghĩa, Hạnh Tân 70, Đô Mô Thành Tân, Vĩnh Phúc, Khố Đỏ, Đô Nguyễn Xuân Trịnh, Hà Nội, Khố Xanh, Hai Đô và Sơn. Hai Đô, Xe Đài. Hai đội chuẩn bị, các cầu thủ chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Thi đấu ở dân sân. Trận đấu tiếp tục. Thank you.
ra ngoài rồi, đỏ trên đại phố. Hai đội vào giữa sân. Trận đấu tiếp tục. Hai đội đứng giữa sân. Tôi xin công bố kết quả ở lúc 4 phút 50 giây hiệp 1. Đô Ngô Thành Tân 10 phút, khố đỏ 8 đội. Như vậy, Hàng Cân 70, Ngô Thành Tân 10 phút, huy chương vàng. Nguyễn Xuân Định, Hà Nội, huy chương bạc.